Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spa Room. Hôm nay sẽ là phần 2 của bài viết Một số kiến thức chung về cà phê. Bài viết được viết bởi tác giả Minh và được đăng trên website sparoom.com. Và ngay sau đây sẽ là nội dung của bài viết. Các yếu tố trong việc pha chế cà phê. Có 4 yếu tố chính để tác động lên một ly cà phê khi pha. Mục đích là phản ánh đúng hương vị của cà phê vốn có. Quan trọng nhất là nước cộng cà phê, tiếp đến là mày xay với mức độ xay, và cuối cùng là cách pha. Mình sẽ đi từ yếu tố quan trọng nhất. 11.1. Nước. Nước là chất dung môi trong việc pha chế. Việc bạn chọn đúng nguồn nước pha chế sẽ làm phản ánh đúng được bản chất của hương vị cà phê, giúp cho bạn biết được chất lượng của cà phê mình mua ở mức nào. Hóa học về nước rất là chuyên sâu, nên trong khuôn khổ bài này, mình sẽ giải thích một số thứ mà thôi. Nguồn nước bạn dùng không có màu, không đục, không chứa một số mùi như là lưu huỳnh, phenol. Nếu pha nước máy bình thường thì sẽ có clo, nên thì hãy trữ lượng nước qua khoảng 2 ngày rồi hãng dùng. Mùi clo sẽ làm lấn át hết các hương vị có trong cà phê. Dùng nước có độ pH từ khoảng 7 đến 8,5 vì đây là khoảng gần như trung tính nhất, mục đích là không làm biến đổi đi hương vị của cà phê quá nhiều. Tính kiềm là sự trung hòa axit có trong nước được đo bằng mg trên lít CaCO3, đề cập đến hai loại bazơ chính là CO32- và HCO3-. Nếu tính kiềm cao sẽ khiến cho cà phê có vị nhạt nhẽo, bạn có thể trải nghiệm thử bằng nước khoáng Vĩnh Hảo hoặc là Ion Life. Nếu tính kiềm thấp sẽ khiến cho ly cà phê có vị chua và đắng gắt. Chưa kiếm được loại nước nào có kiềm thấp mà mua ở ngoài, mình toàn tự chế nước để thử thôi. Nhiệt độ tối ưu khi pha sẽ là từ 80 độ đến 98 độ. Nhiệt độ càng cao thì thời gian chiết xuất các chất càng nhanh và ngược lại. Thông thường, mình hay pha ở 90 độ C làm mốc, thấy đắng với khét quá thì giảm nhiệt, nhạt với chát quá thì tăng nhiệt. Tỷ lệ cà phê và nước phải phù hợp, quá nhiều nước sẽ khiến cho ly cà phê nhạt nhẽo và đắng ngắt. Do chiết xuất lâu nước nóng sẽ đốt hết các chất, còn ít nước quá sẽ khiến cho ly cà phê có vị rất đậm. Nói đoạn dài như vậy rồi thì câu hỏi cốt lõi nhất là: vậy thì tôi nên mua nước thế nào để pha cà phê đây? Nếu pha cà phê thủ công thì bạn nên mua Aquafina. Nước của hãng này phản ánh đúng hương vị cà phê của bạn pha nhất. Còn nếu bạn thích sự cân bằng hay cà phê rang nhạt vì chua quá thì hãy dùng La Vie hoặc là Ion Life. Với cà phê pha máy thì mình chỉ trải nghiệm qua 3 bộ lọc nước. Những lõi lọc này dành cho hàng bán quán cà phê như sau: BWT, Best of Taste. S, loại này mình thấy khi uống espresso sẽ cho ra vị, taste khá là rõ ràng. Pentair Area Pure MC2, dòng này thì mình thấy espresso sẽ cho ra hương vị aroma rõ ràng. Clean Seal, mình quên mã dòng này, espresso khi uống mình thấy khá là cân bằng về hương vị, flavor. Lưu ý, những bộ lọc tới định kỳ phải được thay thế để cho ra chất lượng cà phê đồng nhất. Chúng ta hãy thay theo số gallon nước đã lọc mà nhà sản xuất quy định. Lúc lắp bộ lọc thì bạn nên gắn thêm đồng hồ công tơ nước để cho dễ tính toán lúc ta cần thay. Ngoài việc chỉ coi lượng nước đã lọc, còn phải tùy theo chất lượng nước của mỗi vùng sinh sống mà ta sẽ thay bộ lọc nhanh hay là chậm. Với espresso thì mình hay dùng tỷ lệ 1 gram cà phê, 2 gram nước để làm mốc. Còn pha thủ công sẽ là 1 gram cà phê, 14 gram nước làm mốc. Uống thấy đậm hay nhạt thì mình sẽ tăng hoặc giảm tỷ lệ. 11.2. Cà phê. Bạn phải biết rõ mình thích hương vị như thế nào, thích thơm hay đậm, để từ đó mà chọn loại cà phê cho ra hương vị mà mình mong muốn. Các mục trên mình viết chính là nền tảng để bạn lựa chọn loại cà phê khi mua. Nên mua những loại cà phê có thông tin rõ ràng về nguồn gốc, cách sơ chế, mức độ rang và phù hợp với phương pháp pha chế nào. 11.3. Máy xay. Máy xay chính là chìa khóa để chiết xuất hương vị. Bạn phải biết nhu cầu bạn dùng là cho pha thủ công hay là cho pha máy, chạy bằng điện hay là xay thủ công, dùng lưỡi hình nón hay là lưỡi hình phẳng. Đường kính lưỡi xay càng lớn thì tất nhiên là càng tốt và dĩ nhiên là sẽ mắc tiền hơn. Mình sẽ lượt từng đặc điểm của hai loại lưỡi xay trên. Hình minh họa khi bột xay cà phê của loại hai lưỡi, bên trái là hình lưỡi nón, bên phải là hình lưỡi phẳng. Hình lưỡi nón. Lưỡi xay rất bền, giá lưỡi thường mắc hơn so với lưỡi phẳng. Lợi dụng trọng lực để phân bố hạt cà phê khi xay, tốc độ vòng quay thấp nên thường dùng các loại máy xay thủ công. Nếu dùng máy xay điện thì bạn nên khởi động vài giây xong rồi thì mới bỏ cà phê vào, cho bột cà phê ra được đều. Chất liệu: gang, gốm, thép. Giới thiệu một số thương hiệu máy xay theo quan niệm của chính mình.
Nếu bạn thường hay pha thủ công thì lời khuyên của mình là nên dùng chạy bằng cơm, máy xay thủ công, chỉ nên mua ở hai mức giá. Từ 300.000 đến 1.400.000, bạn nên tham khảo những hãng như là Hario, Café de Kona, Tamor. Hoặc trên 5 triệu đồng, bạn nên tham khảo các hãng như là Komanate, Kinu hoặc là Hilo. Máy xay bằng điện thì mình khuyên dùng cho cà phê pha máy, vì xay thủ công rất mỏi tay, dễ làm khét hạt cà phê trong khi xay. Còn dòng máy mình từng thử là Niche Zero, Mazzaconi, đương nhiên là nó sẽ rất là mắc rồi. Lưỡi phẳng là dòng lưỡi xay phổ biến trên thị trường, có nhiều kích cỡ, lựa chọn, giá thành tùy hãng nhưng thường sẽ rẻ hơn lưỡi hình nón. Tốc độ quay nhanh để tạo lực ly tâm lớn, giúp cho cà phê phân bố đều lên toàn bộ lưỡi xay, giúp cho bột cà phê đều hơn so với lưỡi hình nón. Thời gian mòn nhanh hơn lưỡi nón, do tốc độ vòng quay nhanh hơn, thường dùng cho máy xay bằng điện. Những dòng máy xay này sẽ có giá khoảng từ 2 triệu đồng trở lên và phân ra làm hai dòng là pha máy và pha thủ công. Ở pha thủ công, mọi người có thể tham khảo hãng Hario, Akira Koki, Kalita. Còn với pha máy thì có WPM, hợp cho gia đình. Fiorentato, hợp cho cà phê Ý truyền thống. Major, mình thấy loại này hợp cho loại cà phê răng nhạt. Với từng phương pháp khác nhau nên máy xay yêu cầu phải được chỉnh độ thô, mịn, đi kèm với đó là độ đồng đều trong bột cà phê. Có hai cách chỉnh là điều chỉnh phân cấp, được lập trình sẵn ở các mức độ thô, mịn với từng kiểu pha chế bởi nhà sản xuất, phù hợp với mọi loại kiểu pha chế vì bạn sẽ thấy dễ dàng được sự khác biệt về bột cà phê bằng mắt thường. Tuy nhiên, khó có thể điều chỉnh độ mịn từng kích thước cực kỳ nhỏ trong pha espresso, nên từ đó cho ra đời loại thứ hai, điều chỉnh vô cấp, làm tăng sự chính xác về độ mịn khi chỉnh hơn, phù hợp cho cà phê pha máy. Tuy nhiên, chúng ta sẽ chi nhiều tiền hơn cho cách điều chỉnh này và sẽ tốn rất nhiều thời gian, nguyên liệu để xác định được mức mịn cần thiết khi pha cà phê máy. Kích cỡ của bột pha sẽ tùy thuộc vào phương pháp và chủ đích của người pha chế. Bột thô sẽ thấm nước lâu hơn nên quá trình chiết sẽ chậm và ngược lại. Bột mịn thì thấm vào nước nhanh nên quá trình chiết xuất các chất nhanh hơn. Và cũng tùy vào mức độ cứng và mềm của mỗi loại cà phê, mức độ rang khác nhau nữa. Mức bột cà phê dành cho pha espresso. Mức độ bột cà phê dành cho các phương pháp pha thủ công. Mức bột cà phê dành cho các phương pháp ngâm hay là French press. Lưu ý, hạt cà phê cứng khi rang nhạt ở nơi trồng cao khoảng 1.500m trở lên. Hạt cà phê mềm khi rang đậm trồng ở vùng thấp. Ở mỗi máy xay khác nhau thì cỡ bột sẽ khác nhau, số 5 của máy xay này thì sẽ không đúng với máy xay khác, nên bạn hãy lấy một mức mình hay dùng rồi pha thử trước. Nếu thấy vị chua, nhạt nhẽo thì hãy tăng độ mịn, còn nếu thấy đắng, đậm thì hãy giảm độ mịn lại. Cuối cùng và cực kỳ quan trọng, hãy nhớ là vệ sinh máy xay định kỳ, siêng thì một tuần một lần, lười thì một tháng một lần, bằng cách hút các bột lọc cà phê đã đóng lâu trên lưỡi dao. Chi tiết kỹ lưỡng thì bạn có thể gõ dòng máy mình xài trên YouTube là ra. Mỗi lưỡi dao của máy đều có mức độ xay tối đa là bao nhiêu ký thì thay lưỡi. Muốn biết thì bạn chỉ cần tra thông tin lưỡi trên các web của hãng đó. Không thay có được không? Được, nhưng bột cà phê thì sẽ bị nát nhừ, không đều ra thì sẽ bị đắng, khét và ít thơm. Lúc này đừng đổ thừa cho người bán cà phê, mà đấy là do bạn mà. Nên mua lưỡi dao chính hãng là tốt nhất. Còn hàng OEM thì mình thấy chất lượng cà phê cho ra không bằng hàng chính hãng. Đừng mua những lưỡi xay mải lại, giá thành rẻ hơn phân nửa của hàng chính hãng, nhưng dùng sau 3 tháng thì lưỡi cùn. 11.4. Đây là một phương tiện, một công cụ để chúng ta pha chế mà thôi, chứ nó không làm biến đổi chất lượng của vị cà phê. Với từng phương pháp pha khác nhau sẽ khai thác một mức tối ưu, từng phương diện khác nhau về mùi, hương, vị hay là độ dày của hạt cà phê. Có hai phương pháp pha bằng máy móc hoặc là thủ công. Về mặt hương vị thì phương pháp pha máy luôn cho ra hương vị đậm hơn so với pha thủ công. Mình sẽ đi vào từng phương pháp pha, kèm với giải thích về lịch sử, văn hóa và cách pha của mỗi phương pháp. 11.4.1. Pha cà phê bằng máy hay về espresso. Đây là một phương pháp quá nổi tiếng khi nhắc đến. Trong chúng ta, ai cũng biết nó đến từ nước Ý, ai chưa biết thì đã biết rồi đấy. Lịch sử. Vào thế kỷ thứ 19, thời kỳ công nghiệp hóa đang diễn ra ở châu Âu, người ta mong muốn cà phê phải được phục vụ một cách nhanh chóng và thời gian thưởng thức giảm xuống. Đây được xem là tiền đề để làm nên món uống espresso. Dựa trên các loại máy móc chạy bằng hơi nước thời kỳ này,
Giải pháp được đưa sẽ là xay hạt cà phê mịn màng, làm tăng tiết diện bột tiếp xúc của nước nóng, giảm tỷ lệ nước hiệu quả để chiết xuất tăng cao. Hiểu cách cơ bản là càng ít nước thì vị cà phê càng đậm. Dùng áp lực từ nước vào vừa để cho nước dễ dàng đi qua lớp bột cực kỳ mịn, vừa để pha một ly cà phê nhanh chóng hơn. Bằng phác thảo đầu tiên đến từ một người Đức có tên là Gustav Kessel vào năm 1878, nhưng phải mất thêm 6 năm nữa thì mới được thực hiện hóa bởi Angelo Moriondo. Đến tận năm 1901 mới được đưa vào sản xuất thương mại. Nó đến từ sự hợp tác của Luigi Pozzera, một nhà phát minh, và Desiderio Pavoni, một nhà tiếp thị. Rồi theo thời gian, máy pha cà phê được cải tiến dần. Luigi Pozzera ứng dụng thêm vào tay pha khi pha chế, thành lập hãng Pozzera. Desiderio Pavoni thêm vào đũa hơi hay là cây đánh sữa, Steamwell, thành lập hãng là Pavoni. Pier Teresio Adrino đóng góp nhiều về phần tiếp thị cà phê với công chúng, thành lập hãng Victoria Adrino. Giovanni Achille Gaggia phá vỡ giới hạn high bar từ những máy pha đời cũ do phụ thuộc vào hơi nước bằng cách kết hợp theo đòn bẩy, thành lập hãng Gaggia. Ernesto Valente tạo ra Firma E61, thay đổi cơ chế dùng đòn bẩy thủ công của hãng Gaggia bằng máy bơm, thành lập hãng Firma. Giuseppe Bambi phát triển hãng máy Espresso GS là dòng máy với nồi hơi đôi đầu tiên, với một nồi hơi chuyên dụng cho việc lấy hơi nước, đánh sữa và một nồi hơi dành riêng cho việc chiết xuất, dùng cho nhiệt độ khi pha ổn định hơn, thành lập hãng La Marzocco. Ngoài ra còn có một số hãng khác mình từng dùng như là Astoria, Simeonelli, Expoba của Tây Ban Nha, Espresso. Định nghĩa về espresso như đã nêu ở mục trên, một ly cà phê được pha và phục vụ một cách nhanh chóng. Espresso thông thường được phục vụ là 25-30g trong một ly, shot, ít hơn với một ly cà phê pha thủ công thông thường là từ 80-200g. Sử dụng áp suất mạnh trong quá trình pha chế là nền tảng làm cho một ly cà phê espresso nhanh chóng. Ngoài ra còn phát triển một lớp crema và hòa tan các loại dầu trong bột cà phê và ly espresso, giúp cho hương vị được đậm đà hơn so với một ly cà phê pha thủ công. Mặc dù ít nhưng đảm bảo cho người dùng đủ tỉnh táo. Lấy tiêu chuẩn là espresso có hương vị, cân bằng ngọt và đắng nhẹ, thì nếu pha tỷ lệ nước với cà phê ít hơn thì được gọi là ristretto, có hương vị rất đậm, và ngược lại kéo dài tỷ lệ nước và cà phê ra thì được gọi là lonco, có vị nhạt như uống trà vậy. Tỷ lệ nước và cà phê cho ba món này là do mỗi người tự quy định, nên là mình chỉ xem xét về mặt hương vị như trên. Các tiêu chuẩn làm espresso theo thời gian được cải tiến dần, từ việc chỉ là một món uống tỉnh táo còn phải đáp ứng được nhu cầu về sự thưởng thức của người tiêu dùng. Bởi vì một ly espresso rất ít nên thời gian thưởng thức rất là nhanh, mọi người nên ngửi mùi lúc còn nóng, tới lúc còn ấm thì hãy bắt đầu uống. Khuyến cáo là đừng để nguội hẳn rồi uống, hương vị đã bị biến đổi không giống như lúc đầu nữa rồi. Một số hãng pha espresso nổi tiếng của Ý mình đã từng uống thử, như Caffè Vergano, Eli, Lavazza. Trải nghiệm đầu tiên của mình khi uống cà phê như bao người khác là sao mà nó ít vậy, sao mà đậm đà quá vậy. Nhưng sau một thời gian thử thì mình thấy được cái hay riêng của espresso là pha nhanh, uống cũng nhanh, tầm đến khoảng 2-3 ngụm là xong, vẫn có đầy đủ hương vị. Nó ít có sự sai sót trong việc pha chế vì máy pha hết rồi còn đâu, nên thời gian dư đó mình hay tìm hiểu về hạt cà phê, mua hạt cà phê rồi về pha trên máy để có sự so sánh chính xác, vì chẳng có sai số nào do tác động của con người. Một số món uống trên nền espresso. Espresso macchiato. Từ macchiato đồng nghĩa với từ mock, tức là một điểm hoặc là đánh dấu. Món uống bắt đầu từ việc các nhân viên pha chế chỉ cho các nhân viên phục vụ phân biệt giữa một tách espresso thông thường với một tách espresso có một chút sữa. Thành phần gồm có espresso và một muỗng bọt sữa. Phù hợp với một ly espresso có một vị hơi gắt, nhưng vị cà phê sẽ bị nhạt nếu như làm cappuccino hoặc là latte. Latte, cappuccino. Đây là hai món uống phổ biến thứ hai, được biết đến chỉ sau espresso, gồm hai thành phần, espresso và sữa tươi đánh nóng. Nếu hai món uống này đều có thành phần như nhau, vậy chúng khác nhau ở điểm nào? Điểm khác biệt rõ nhất nằm ở chỗ cappuccino sẽ đậm vị cà phê, còn latte thì sẽ đậm vị sữa. Một ly cappuccino truyền thống sẽ có dung tích 150-180ml,
còn latte là 200-250ml, dẫn đến sự khác biệt về hương vị như trên. Tiếp đó, lớp bọt sữa cappuccino sẽ dày hơn so với latte trong khâu đánh sữa tạo bọt của các bạn pha chế. Một trong nhiều nguồn gốc xuất phát ra cái tên cappuccino là đề cập đến màu áo nâu của dòng tu sĩ Mino Cappuccin, dòng bia thầy tu Cappuccina. Cappuccino còn có tên khác như là Cappuccino tại Vienna, hay ngoài ra còn có cappuccino phong cách Vienna, là để đề cập đến một ly cappuccino được thêm whipping cream và vụn quế hoặc là sô-cô-la lên trên bề mặt. Cappuccino phong cách Vienna cho ai cần. Sau Thế chiến thứ hai, cappuccino dần được phổ biến khắp các khu vực châu Âu, tạo tiền đề cho toàn thế giới. Một phần công sức nằm ở các nhà máy espresso đã được phổ biến rộng rãi tới đại chúng. Còn latte có nghĩa là sữa tươi trong tiếng Ý, từ latte ngày nay được phổ biến đến mức khiến cho tất cả chúng ta đều hiểu là một món uống gồm cà phê với sữa tươi. Từ gốc ban đầu của nó là café à latte, cà phê và sữa theo tiếng Ý, đồng nghĩa với từ hay dùng ở vùng phía Bắc châu Âu và Pháp, hoặc là ở Tây Ban Nha. Sau nhiều phiên bản qua nhiều năm, hai món uống này rút gọn thành các thành phần espresso với sữa tươi đánh nóng như hiện tại. Định nghĩa của một tách cappuccino hoặc là latte tốt nằm ở chỗ bạn phải có espresso tốt, sữa tươi đúng nhiệt và bọt sữa phải phù hợp cho hai loại món uống. Sự hòa quyện đều của lớp crema, sữa tươi và bọt sữa phục vụ trên một cốc sứ được làm ấm sẵn. Ngày nay, theo nhu cầu của từng quán khác nhau mà quy định về cappuccino latte sẽ có sự thay đổi về dung tích tách dùng, chất liệu của tách để có thể phù hợp với cách làm việc của từng quán. Dù thay đổi cách mấy đi chăng nữa, thì cái sự khác biệt rõ ràng nhất vẫn nằm ở hương vị của hai món đồ uống. Vấn đề sữa tươi khi đánh nóng. Sữa tươi thanh trùng gồm 3 phần chính mà bạn nên quan tâm khi mua đó là protein, một chất chuỗi axit amin dài. Khi còn ở sữa lạnh, các phân tử protein kỵ nước lẫn vào trong các chuỗi axit amin dài. Đây là thành phần tạo nên bọt cho sữa khi được đánh nóng. Fat hay là chất béo, vị ngậy và béo. Khi sữa được đun nóng thì vị mỏng, thin body và tan chảy, melt khi uống. Carbon hydrate hay là đường. Ở sữa lạnh, các gốc đường đôi khi được đun nóng sẽ xảy ra phản ứng nhiệt phân. Một gốc đường đôi sẽ cho ra hai gốc đường đơn, làm cho sữa khi uống được ngọt hơn, sữa ngọt nhất vào khoảng từ 60-65 độ C. Đọc dòng này sẽ có một số bạn phân vân về việc sao có nhiều nguồn hay là khuyến cáo mức nhiệt độ làm nóng sữa khác với mình đang đề cập, nên mình sẽ giải thích theo cách dễ hiểu như sau. Mức 50-55 độ C, đây là mức chuyên dùng cho latte art. Vì các phân tử chuyển động chậm hơn so với hai mức còn lại, nên lớp bọt sẽ được ổn định hơn khi tạo hình. Bọt sữa chính là nguyên liệu để tạo nên một ly latte hoặc là cappuccino. Khuyến cáo, không được uống, chỉ được tạo hình. Vì lúc này sữa tươi vừa tanh, vừa thơm, dễ xảy ra trường hợp đau bụng sau khi dùng. Song nhất là với những người bụng yếu như mình. Thường tới quán nào mà các bạn pha chế chủ động đánh nguội như vậy, mình sẽ đổ bỏ ly cà phê, thà không uống còn hơn. Hứa là không chỉ rùa. Mức 60-65 độ C. Đây là mức làm nóng hay dùng cho các quán ăn uống, phù hợp cho các đối tượng ngồi uống tại quán. Mức trên 65 độ C. Giống như đồ ăn mà bạn nấu quá kỹ thì hương vị sẽ nhạt đi dần. Sữa tươi khi đánh quá nóng cũng sẽ như vậy, phù hợp cho các đối tượng mua và mang đi. Vì thời gian người mua tới một địa điểm khác sẽ làm giảm nhiệt độ nóng của một ly cà phê latte hoặc là cappuccino, nên người pha sẽ chủ động đánh nóng hơn so với mức bình thường. Bởi vì sữa tươi khi đánh nóng mà để nguội hẳn thì sẽ bị tanh và vị dở tệ. Thông thường ở các quán hay dùng các loại sữa tươi thanh trùng không đường như là Vinamilk, Đà Lạt Milk, TH Chu Milk, tùy vào mục đích và giá cả mong muốn của người bán hàng. Nếu bạn phân vân khi chọn hãng sữa nào để làm latte hay là cappuccino tại nhà, hãy ngửi và uống hết 3 trường hợp sau: trước khi đánh nóng, sau khi đánh nóng và dùng sữa đó làm một ly latte hoặc là cappuccino. So sánh cùng một lúc với nhiều loại sữa mà mình đang muốn chọn, xong thử thấy hãng sữa nào phù hợp nhất thì mình dùng hãng đó thôi. Mình không dành về sữa thực vật nên sẽ không giới thiệu về loại này. Americano. Từ Americano có nghĩa là nước Mỹ, bắt nguồn từ tiếng Ý hoặc là Tây Ban Nha, đồng nghĩa với cà phê Americano. Tên món uống này theo nhiều thông tin chưa được xác nhận có nguồn gốc vào Thế chiến thứ 2 khi các lính Mỹ tham chiến ở Ý. Do không quen uống được món espresso quá đậm nên đã pha loãng nó ra với nước nóng cho dễ uống. Qua Việt Nam, xứ chuyên uống cà phê đậm mà bắt uống món cà phê nhạt như vậy nên hay mang tiếng là cà phê dạo lắm. Thành phần cho món Americano gồm có espresso và nước nóng. Các biến thể từ các món uống này thường được gọi chung là Americano. Sự khác biệt nằm ở hương vị.
Americano. Cho nước nóng vào sau, cà phê trước. Sau khi nước nóng cho vào, sẽ đốt các hương vị của cà phê một lần nữa, tạo ra nhiều vị đắng và chát hơn, phổ biến ở Mỹ. Long Black. Nước nóng vào trước, cà phê sau, như cái tên món uống, vị đắng, black, kéo dài, long, phổ biến tại Úc. Italiano còn có nghĩa là Americano ngắn, tỷ lệ thành phần espresso và nước nóng ngang như nhau, ví dụ 30g espresso bằng 30g nước nóng, phổ biến ở miền Việt Tây. Tỷ lệ nước nóng của hai món Americano và Long Black là tùy thuộc vào mỗi nơi, không có một công thức chung. Tỷ lệ của mình hay pha rất đơn giản là một espresso và 80% nước nóng của ly, tách sẽ dùng. Còn về Americano đá thì cứ bỏ đầy đá, đổ khoảng 80% nước vào ly xong rồi cho espresso vào. Mocha Latte. Còn cái tên khác như là cà phê mocha, Mochaccino. Tên này xuất phát từ cảng Mocha ở Yemen, một trong những nơi trao đổi cà phê thời kỳ đầu. Thành phần bao gồm một tách latte cộng thêm sốt sô-cô-la hoặc là bột cacao khuấy đều với đường. Hẳn mọi người rất thắc mắc là tại sao lại có cái tên mocha ở đây. Mọi người sẽ thấy hạt cà phê trồng ở Yemen xu hướng thiên vị sô-cô-la nhiều hơn. Về mặt lịch sử, hạt cà phê mocha sẽ thường được trộn với hạt cà phê ở đảo Java thuộc Indonesia để làm món mocha latte. Theo thời gian, thực đơn của các quán cà phê phương Tây từ mocha dần được hiểu là một tách latte có thêm hương vị sô-cô-la, còn từ Java cùng cụm từ a cup of joe dùng để chỉ một ly cà phê đen. Caramel Macchiato. Nếu bạn không thích vị ngọt và đậm đà của mocha latte, bạn có thể thử đến món này, bao ngọt. Thành phần gồm một tách latte cộng với sốt caramel hoặc là vanilla, được trang trí thêm một vài đường caramel ở bên trên mặt ly. Đây là món uống được tung ra vào mùa thu năm 1966 để đánh dấu kỷ niệm 25 năm thành lập. Ngoài ra còn rất nhiều món khác được làm trên nền espresso như là Irish Coffee, truyền thống là dùng rượu whisky của hãng Jameson. Espresso Tonic, Cortado, mình xin phép để dịp khác viết về chúng. 11.4.2. Pha cà phê thủ công. Đây là phương pháp pha cà phê truyền thống đã có từ rất lâu. Với mỗi nền văn hóa thưởng thức cà phê thì sẽ có các dụng cụ pha thủ công khác nhau. Chất liệu làm nên bộ lọc, filter trong các bộ dụng cụ pha chế sẽ cho ra hương vị cà phê khác nhau như sau. Kim loại, vị đậm, heavy body. Hương vị ngậy, crema và mượt, smooth. Vì giữ lại được các tinh dầu, flavor oil ở trong cà phê, dùng lại được rất nhiều lần, khoảng 1 năm thì nên thay một lần. Điểm yếu là sẽ cho một số bột cực mịn vào ly, nên khi uống hơi lợn cợn. Dùng cho máy espresso, mocha pot, aeropress. Giấy lọc, vị nhạt hoặc là vừa, light or medium body. Hương vị rõ ràng, clarity. Có hai loại giấy là giấy tẩy màu trắng và giấy chưa tẩy màu vàng nhạt. Mỗi khi pha, nhớ tráng kỹ giấy bằng nước nóng cho hết mùi bột giấy. Điểm yếu, không dùng được nhiều lần như là kim loại. Giấy có tính hấp thụ các tinh dầu, flavor oil, nên bạn sẽ thấy rõ hương vị bù lại thiếu tính mượt, smooth ở trong ly cà phê. Có hai loại giấy vàng chưa tẩy và giấy trắng đã tẩy, phổ biến dùng với phễu V60, Kalita và Aeropress. Vải lọc. Hương vị cho gần giống ra với bộ lọc kim loại. Điểm yếu là nếu không vệ sinh kỹ vải khi pha xong, dễ để lại ám mùi cà phê, mùi ôi thiu do dầu còn đọng lại và nhìn rất dơ. Tiếp đến là bảng so sánh do mình tạo, biết về các đặc trưng trong một số loại phương pháp cà phê thủ công như sau. Vật liệu làm phễu lọc cho một phương pháp pha thủ công có 4 loại chính là: nhựa thực phẩm. Ưu điểm rẻ, bền, đẹp. Bạn có thể mang đi được nhiều nơi dễ dàng, bất kỳ nơi đâu mà không sợ bể. Giữ nhiệt lâu. Khuyết điểm nhiều người nhìn bảo nó quá rẻ tiền. Mình hay dùng loại này nhất vì tính ra nó là quá hoàn hảo rồi, còn ai bảo rẻ tiền thì thôi vậy. Sứ, ưu điểm, bền, phù hợp cho quán xá vì nó đẹp, sạch, giữ nhiệt chỉ kém sau nhựa. Khuyết điểm không mang đi du lịch được vì dễ bể, giá thành mắc hơn rất nhiều so với phễu bằng nhựa. Thủy tinh, ưu điểm là nhìn nó đẹp thôi, chứ khuyết điểm của nó là dễ vỡ và giữ nhiệt còn kém hơn cả sứ và nhựa nữa. Kim loại, ưu điểm khi nhìn là nó tạo ra cho mình cảm giác cứng cáp, còn khuyết điểm là mắc tiền, giữ nhiệt kém nhất. Phương pháp nhỏ giọt, drip, hay còn được biết đến như là pour over, chỉ hành động rót một lượng nước lớn vào trong bột cà phê,
thông qua một cái phễu lọc và bộ lọc của phễu. Lợi dụng trọng lực của trái đất, nước nóng sẽ đi qua lớp bột cà phê rồi nhỏ giọt, drip. Phương pháp này gắn liền với lịch sử sản xuất giấy lọc. Có một người nội trợ ở Đức tên là Melita Benz, nhận thấy cà phê khi pha bằng máy, mocha pot hay là French press sẽ có xu hướng để lại một ít bột mịn trong ly cà phê, chưa kể công đoạn vệ sinh dụng cụ cũng tốn nhiều thời gian, còn các bộ lọc bằng vải thì lại quá khó để làm sạch. Qua nhiều lần thử nghiệm thất bại, bà đã dùng một mảnh giấy trong vở bài tập của con trai cho vào một cái phễu thép có đục lỗ, sau đó thêm cà phê vào bên trên giấy lọc rồi đổ nước vào trong. Dung dịch cà phê và nước đi thẳng vào cốc, hương vị khi uống ít đắng, trong, clarity hơn, trong hơn so với các kiểu khác. Sau phát minh thành công này, bà đã thành lập công ty chuyên bán phễu và giấy lọc. Hẳn nếu có một dịp đi xuống một số quán cà phê pha thủ công, mọi người sẽ thắc mắc về việc tại sao có nơi pha chế lại có rất nhiều cách rót khác nhau. Hay như bạn muốn xem hướng dẫn pha cà phê thủ công trên YouTube thì mỗi người lại hướng dẫn rót theo một kiểu. Mình sẽ giải thích một cách dễ hiểu như sau. Tự chung có hai kiểu rót, ngắt quãng và liên tục. Không có nhiều bài viết so sánh về hai kiểu làm trên, một phần do vấn đề này còn quá mới mẻ, phần nữa là đến từ bản thân mỗi người lại có một kiểu thưởng thức cà phê theo một cách riêng. Nếu bạn muốn pha phương pháp nhỏ giọt bằng kỹ thuật rót liên tục, continuous pouring, lời khuyên của mình là hãy trang một bình rót củ ngỗng. Nó rất cần thiết trong quá trình pha chế, mấu chốt của chiếc bình nằm ở tiết diện vòi nước khi rót. Giá mình khuyên mua là nên từ khoảng từ 450.000 đến 1 triệu đồng cho loại không có đầy đun là được rồi. Tiếp theo là cây nhiệt kế xịn xịn của hãng TFA, có giá 500.000 nữa. Kỹ thuật rót liên tục. Đây là một kỹ thuật đòi hỏi bạn phải tốn nhiều thời gian luyện tập đôi tay nhuần nhuyễn với việc rót nước liên tục mà không bị ngắt quãng, có thể tùy chỉnh độ to hay nhỏ của dòng nước theo ý của bản thân. Định nghĩa là một kỹ thuật ám chỉ việc rót nước liên tục vào lớp bột cà phê với một lượng nước mong muốn. Ta vẫn sẽ có quá trình ủ, blooming, tức là cho bột cà phê nở với một lượng nước vừa đủ ướt hết trên bề mặt bột cà phê, sau đó thì mới bắt đầu rót liên tục với dòng nước ổn định. Điểm quan trọng nhất ở đây là kiểm soát tốt dòng nước trong quá trình rót. Kỹ thuật rót ngắt quãng. Kỹ thuật này rất dễ dàng thực hiện được, mang tính ổn định tốt hơn và luôn giữ ở mức nước thấp hơn so với mức nước tối đa của phễu lọc. Định nghĩa là kỹ thuật liên quan đến lượng nước phân bố trên lớp bột cà phê trong một khoảng thời gian ngắn, gồm hai yếu tố là số lần rót và thời gian chờ mỗi lần, nhưng tổng thời gian pha thường không quá 4 phút. Ví dụ, bạn muốn pha một ly cà phê có dung tích là 200ml trong 2 phút, chia làm 4 lần, bằng 50ml và chờ mỗi 30 giây một lần. Tiếp tục lặp lại như vậy cho đến 200ml. Mình có tạo một bảng tổng kết so sánh hai kỹ thuật trên cho mọi người dễ hiểu như sau. Ngoài ra còn có các dòng nước như sau. Một số kiểu pha chế nhỏ giọt phổ biến. V60. Đây là dạng phễu pha đến từ Nhật Bản thuộc hãng Hario. Đặc trưng của phễu là có cấu hình chữ V với góc là 60 độ, có các rãnh hình xoắn ốc bên trong lòng phễu giúp lưu thông dòng chảy dễ dàng và có một lỗ thoát nước lớn. Điểm yếu là nếu thời gian bạn pha chế quá lâu sẽ gây tắc đường thoát nước ở chóp phễu, khiến cho cà phê dễ bị đậm lẫn khét. Hương vị khi pha trên phễu V60 khai thác tốt mùi hương vì thời gian chiết xuất ngắn. Đặc trưng, bạn có thể tùy biến trong quá trình pha, rót nhanh thì vị sẽ nhạt, còn rót chậm thì vị sẽ đậm. Bù lại thì mỗi người sẽ pha cho ra một kiểu khác nhau, dẫn đến không đồng đều về mặt chất lượng. Mình thích chọn loại cà phê đến từ một vùng nhất định, single origin coffee, và có đặc trưng mùi hương tốt như là Ethiopia chẳng hạn, bù lại thì nó sẽ có vị nhạt như trà vậy. Kalita Wave. Đây cũng là một dạng phễu pha đến từ Nhật Bản, bạn có thể xem là một phiên bản cải tiến và dễ sử dụng hơn so với V60. Về cấu trúc đáy phễu phẳng, tròn và kèm theo 3 lỗ thoát nước hình tam giác đều, điều này có thể khiến cho việc chiết xuất cà phê được đều và ổn định hơn so với V60. Điểm yếu. Do trên phễu không có các rãnh thoát khí như là V60, nên nhà sản xuất tạo ra loại giấy lọc có hình gợn sóng ở thành giấy lọc giống như là khuôn làm bánh vậy, khó mang đi nhiều nơi và khó tráng giấy lọc do thành giấy nếu bị gãy hoặc là khi tráng nước mà thành giấy bị sập xuống thì coi như là mất đi một tờ giấy. Lưu ý, khi tráng giấy của Kalita Wave, rót nước vào phần đáy giấy lọc, đợi nước lan dần lên trên hơn một nửa thành giấy lọc thì mới rót nước ra được phần viền giấy. Hương vị cân bằng và đậm hơn so với V60. Mình hay dùng hạt Ethiopia rang vừa, các loại Trung Nam Mỹ như là Costa Rica hoặc một số loại trộn đến từ nhiều vùng khác nhau cho loại kiểu pha này. Phương pháp pha bằng bình mocha pot.
Đây được xem là một phương pháp chế biến dành cho một ly espresso tại nhà. Dĩ nhiên là bạn sẽ không dùng máy pha espresso được rồi. Một phát minh từ hai người Ý, Luigi De Pony và Alfonso Bialetti vào năm 1933. Ngày nay, bình Mocha Pot được ưa chuộng cho các gia đình của Ý. Bình Mocha gồm có 3 phần chính từ dưới lên: ngăn đựng nước, phễu đựng và ngăn đựng thành phẩm, có chất liệu bằng nhôm hoặc là inox, cán tay cầm bằng nhựa và hình bát giác. Loại bằng nhôm thì sẽ dùng cho bếp gas hoặc là củi, còn inox thì sẽ phù hợp với bếp ga, bếp điện và bếp từ. Giá một chiếc bình Mocha Pot mua từ hãng Bialetti khoảng từ 750.000 đến 1.200.000 đồng, tùy thuộc vào dung tích, chất liệu và màu sắc thiết kế. Lời khuyên của mình là nên mua hàng chính hãng cho nó an toàn. Mấy loại 300k mình cũng từng thử, nhưng chất nhôm giỏm và có mùi kim loại khi pha xong nhiều. Nguyên lý hoạt động: nước nóng trong quá trình đun sôi sẽ tạo ra áp suất cao, đẩy nước nóng chạy qua bộ lọc có chứa bột cà phê. Lúc này, nước và cà phê sẽ hòa lẫn vào nhau rồi cho ra thành phẩm. Lượng nước khi đổ không được quá ít vì sẽ không tạo được áp suất, và cũng không được quá nhiều vì sẽ xảy ra hiện tượng xỉ nước. Chỉ nên đổ dưới van xả áp thôi nha. Hẳn là mọi người sẽ thắc mắc là nên dùng nước nóng hay là nước thường khi đổ vào ngăn đựng nước. Tùy mục đích của người pha chế gì thôi nha. Với nước nóng, cà phê sẽ thơm nhưng vị sẽ nhạt hơn với nước thường, do thời gian đun được rút ngắn dẫn đến quá trình chiết xuất sẽ nhanh hơn. Nước thường cho gia vị đậm đà hơn. Mức rang khuyến khích là từ vừa, medium cho tới vừa đủ đậm, medium to full roast. Và mức xay nên thô hơn so với các lỗ thoát nước bên trong lưới lọc kim loại của phễu lọc Mocha Pot. Mình thích dùng cà phê Lavazza Classico cho kiểu này nhất. Không nên nén bột vì áp suất Mocha Pot yếu nên thời gian chiết xuất sẽ là rất chậm, sẽ cho gia vị đắng gắt và cháy khét. Phương pháp ngâm hay là French Press. Đây được xem là phương pháp pha chế đơn giản nhất. Bạn chỉ cần có bột cà phê, nước nóng và một vật đựng như là ly inox hay là bình thủy tinh chẳng hạn. Cà phê được pha từ phương pháp này sẽ có vị đậm, ngậy do có nhiều các tinh dầu, flavor oil được chiết xuất ra. Nhưng do dùng lưới lọc kim loại nên là ly cà phê sẽ có một phần cặn bột đi kèm. Nếu bạn muốn lấy nhiều tinh dầu flavor oil trong ly cà phê thì có một cách như sau. Rang tới mức dầu ra bề mặt hạt cà phê, ngâm trong khoảng thời gian lâu, tốt nhất là từ 3 phút trở lên và dùng áp suất như khi pha espresso chẳng hạn. French press là một dụng cụ phổ biến ở một số gia đình miền Nam nước Pháp, thường hay được uống kèm với sữa tươi hâm nóng. Theo truyền thống, người ta sẽ chọn các loại cà phê có hương vị đậm như là châu Á và mức rang cũng rất đậm. French press có hai phần chính là phần bình đựng với cà phê, phần còn lại tích hợp nắp và lưới lọc kim loại. Bạn chỉ cần nước nóng, đổ vào bột cà phê ở mức xay rang thô, đậy nắp lại và chờ đợi khoảng từ 5 đến 10 phút nén xuống. Mục đích để tách bột cà phê và phần thu được ra. Phương pháp kết hợp. Như cái tên gọi của phương pháp này, các dụng cụ pha trong phương pháp này sẽ kết hợp với nhiều phương pháp khác nhau điển hình như là dụng cụ pha chế AeroPress. Đây là dụng cụ xuất phát từ nước Mỹ, mang tính tiện dụng cao. Có hai phương pháp dành cho AeroPress như sau. Phương pháp pha bình thường kết hợp giữa phương pháp nhỏ giọt cộng nén áp suất, chiết xuất mùi hương tốt và vị sẽ đậm hơn V60, phù hợp với cà phê vùng châu Phi và Trung Nam Mỹ ở mức rang vừa. Phương pháp pha đảo ngược kết hợp giữa phương pháp ngâm cộng nén áp suất, chiết xuất hương vị đậm hơn French press trong thời gian ngắn hơn, phù hợp dùng cho cà phê Trung Nam Mỹ, châu Phi ở mức rang vừa đến đậm. Cold brew, cold drip. Phương pháp này đặc trưng ở chỗ là dùng nước thường hoặc là nước lạnh để pha cà phê. Điểm mạnh là giúp cho cà phê được bảo quản lâu hơn, giải khát vào những ngày trời nóng. Điểm yếu là cà phê chất lượng kém cũng uống được và cà phê chất lượng tốt cũng chỉ uống được, không có quá nhiều sự đặc trưng trong hương vị. Cold brew sẽ cho gia vị đậm hơn so với cold drip. Nếu mọi người thích thì có thể thêm một số nước như là cam, soda, sữa tươi. Mình thì khuyến khích dùng cold brew. Yêu cầu là hạt cà phê phải đậm nha. So sánh cách làm và hương vị của cold brew và cold drip. Với cold brew thì bạn chỉ cần một cái hũ đựng, một cái cân và một cái bộ lọc để tách bã cà phê và dung dịch thu được ra. Còn cold drip, bạn phải đầu tư một hệ thống nhỏ giọt, dĩ nhiên là nó mắc tiền rồi, phù hợp với các loại cà phê có mùi hương tốt và thưởng thức cold drip với một ít đá lạnh. Nếu mọi người muốn có sự cân bằng giữa mùi và vị của một loại cà phê đang muốn pha, thì mình khuyến khích nên trộn cả hai dung dịch cold brew và cold drip lại với nhau. Tỷ lệ mình hay dùng là 7g cold brew với 3g cold drip, cà trộn giữa Ethiopia và Colombia. Phần còn lại thì mọi người phải tự trải nghiệm từ những kiến thức đã biết thông qua bài này. Chỉ có một cách để hiểu hết những kiến thức trên: uống thật nhiều,
và biết mình đang uống cái gì. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!